22 danh ngôn về âm nhạc của nhà soạn nhạc thiên tài Peter Ilyich Tchaikovsky. Peter Ilyich Tchaikovsky, sinh năm 1840, mất năm 1893, là một nhà soạn nhạc thiên tài người Nga thời kỳ lãng mạn. Ngày nay, các sáng tác của ông đứng vào hàng các tác phẩm cổ điển phổ biến nhất. Ông là nhà soạn nhạc người Nga đầu tiên gây được ấn tượng lâu dài trên toàn thế giới. Ông được hoàng đế Alexander Đệ Tam vinh danh vào năm 1884 và được cấp lương trọn đời. Tchaikovsky được đào tạo bài bản và hàn lâm về âm nhạc phương Tây. Những kiến thức âm nhạc có được khiến Tchaikovsky dung hòa giữa âm nhạc hàn lâm ông được dạy và âm nhạc dân gian mà ông tiếp xúc từ thời thơ ấu. Từ sự dung hòa này, ông đã tạo nên một phong cách cá nhân nhưng cũng mang những nét Nga không lẫn vào đâu được. Đó là một nhiệm vụ không dễ dàng. Tchaikovsky sáng tác khoảng 30 tác phẩm cho dàn nhạc giao hưởng. Tính chất giao hưởng của Tchaikovsky là trữ tình đầy tính kịch, mang đến một dòng giao hưởng mới trong lịch sử giao hưởng Nga. Bên cạnh đó, ông còn sáng tác các bản giao hưởng mang tính cảnh trí sinh hoạt như giao hưởng số 1, vũ kịch Hồ Thiên Nga, ba khúc mở màn Romeo và Juliet năm 1869, Bão Tố năm 1873, Francesca da Rimini năm 1876, Concerto số 2 cho piano, Concerto cho violon, bản giao hưởng số 5 năm 1888, nhạc kịch Con Đầm Bích, Người Đẹp Ngủ Trong Rừng năm 1889, Kẹp Hạt Dẻ, Iolanta năm 1891, v.v. Nơi trái tim không bước vào, không thể có âm nhạc được. Âm nhạc sở hữu những phương tiện biểu đạt phong phú hơn nhiều và nó là một phương tiện tinh tế hơn để chuyển tải hàng ngàn khoảnh khắc thay đổi cảm xúc của tâm hồn. Bạn thấy đấy, bạn thân mến, tôi được tạo thành từ những mâu thuẫn và tôi đã đến một độ tuổi rất trưởng thành mà không dựa vào bất cứ điều gì tích cực, không xoa dịu tinh thần bồn chồn của mình bằng tôn giáo hay triết học. Chắc chắn là tôi đã phát điên nếu không có âm nhạc. Âm nhạc thực sự là món quà đẹp nhất trong tất cả những món quà mà thiên đường dành cho nhân loại đang lang thang trong bóng tối. Một mình nó làm dịu, soi sáng và tĩnh lặng tâm hồn chúng ta. Người chết đuối không bám vào cọng rơm mà là một người bạn thực sự, nơi nương tựa và người an ủi vì cuộc đời của họ thật đáng sống. Tôi thường xuyên ngồi xuống để đàn piano vào lúc 9 giờ sáng và Mesdames Lesmus đã học được cách đến điểm hẹn đúng giờ. Nàng thơ sẽ không đến nếu không được gọi. Sẽ là một điều tuyệt vời nếu những ý tưởng chính và dàn ý chung của một tác phẩm được đưa ra mà không cần phải đắn đo nhiều. Đó là kết quả của sức mạnh siêu nhiên và không thể giải thích được mà chúng ta gọi là nguồn cảm hứng. Nếu trạng thái tinh thần và tâm hồn đó mà chúng ta gọi là cảm hứng tồn tại lâu dài không ngừng nghỉ thì không một nghệ sĩ nào có thể tồn tại được. Dây đàn sẽ đứt và nhạc cụ sẽ vỡ thành từng mảnh. Quá trình sáng tạo giống như âm nhạc, bén rễ với sức mạnh và tốc độ phi thường. Đôi khi tôi tò mò quan sát rằng hoạt động không bị gián đoạn, không phụ thuộc vào chủ đề của bất kỳ cuộc trò chuyện nào mà tôi có thể đang tiến hành, vẫn tiếp tục diễn biến trong bộ não dành riêng cho âm nhạc của tôi. Nếu bạn không muốn viết, ít nhất hãy nhổ vào một mảnh giấy, cho vào phong bì và gửi cho tôi. Bạn không hề chú ý đến tôi chút nào. Xin Chúa tha thứ cho bạn. Tất cả những gì tôi muốn là một vài lời từ bạn. Hối hận về quá khứ, hy vọng vào tương lai và không bao giờ hài lòng với hiện tại. Đó là điều tôi dành cả đời để làm. Thưa bà hỏi tôi sáng tác như thế nào? Tôi viết khi đang ngồi. Điều tôi cần là tin vào chính mình một lần nữa, vì niềm tin của tôi đã bị suy giảm rất nhiều. Đối với tôi, có vẻ như vai trò của tôi đã kết thúc.
Mozart là vở nhạc kịch Chúa Kitô. Mozart là đỉnh cao nhất, đỉnh cao mà vẻ đẹp đạt được trong lĩnh vực âm nhạc. Sau những nốt nhạc cuối cùng của Götterdämmerung, tôi cảm thấy như mình vừa được ra khỏi nhà lao. Âm nhạc là một phương tiện mạnh mẽ hơn rất nhiều và là ngôn ngữ tinh tế hơn để thể hiện hàng nghìn khoảnh khắc khác nhau trong tâm trạng của tâm hồn. Những gì tôi đã viết ra trong một khoảnh khắc nhiệt thành, tôi phải xem xét một cách nghiêm túc. Đôi khi, tôi phải tự bạo lực trước khi có thể xóa bỏ một cách không thương tiếc những điều đã được nghĩ ra bằng tình yêu. Chúng ta luôn phải làm việc, và một nghệ sĩ có lòng tự trọng không được khoanh tay viện cớ rằng mình không có tâm trạng. Nếu chờ đợi tâm trạng mà không nỗ lực đáp ứng nó nửa chừng, chúng ta dễ trở nên gián tiếp và thờ ơ. Thực sự, sẽ có lý do để phát điên nếu không có âm nhạc. Cảm hứng là vị khách không sẵn lòng ghé thăm kẻ lười biếng. Cảm ơn bạn đã theo dõi video thông qua giọng đọc và biên tập của Jessica Thảo Nguyễn. Xin chào và hẹn gặp lại bạn trong những chuyên đề tiếp theo. Xin chúc bạn và gia đình những điều tốt đẹp nhất. Đừng quên nhấn nút đăng ký và nhấn chuông để cập nhật những video mới nhất của chúng tôi nhé.